Thưa quý vị, giành tới 69 huy chương vàng, 61 huy chương bạc, 39 huy chương đồng và 18 kiện tướng tại các giải bơi chuyên nghiệp trong nước và các nước khu vực Đông Nam Á, phá kỷ lục quốc gia, phá sâu kỷ lục SEA Games ở nội dung 100m và 200m bơi bướm nữ, cùng với rất nhiều huy chương khác. Và thưa quý vị, thành tích này chúng tôi đang nhắc tới vận động viên Lê Thị Mỹ Thảo, người đang được xem là kình ngư của đội tuyển bơi Bình Phước. Vâng, và để hiểu hơn về hành trình trở thành nhà vô địch của kình ngư này thì như thế nào thì ngay bây giờ mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự sau. Kình ngư Lê Thị Mỹ Thảo sinh ra trong gia đình nghèo nhưng đam mê bơi lội đã bộc lộ ngay từ nhỏ. Lên 8 tuổi, Mỹ Thảo đã bơi thuần thục, có năng khiếu nên được chọn đi tham gia các giải bơi cấp huyện, tỉnh dành cho thiếu nhi và liên tục đạt giải cao. Từ nhỏ là em đã thích sông nước, thích bơi và nên là em có đam mê bơi thì được cô huấn luyện viên Cẩm dẫn dắt cho em vào đội tuyển của tỉnh Bình Phước và trong thời gian đó thì em được nâng cao thành tích vượt trội so với các bạn cùng lứa tuổi. Thì em được đội tuyển quốc gia triệu tập lên để tập luyện ở quốc gia Đà Nẵng. Vào đội tuyển của tỉnh chưa đầy một năm, tháng 3 năm 2010, Mỹ Thảo được cử tham gia giải vô địch bơi bể 25m tại thành phố Huế và đoạt một huy chương đồng. Từ đó, Thảo được vào đội tuyển bơi Việt Nam. Lên tuyển, Mỹ Thảo được đầu tư đúng mức theo tiêu chuẩn một vận động viên bơi chuyên nghiệp. Từ đây, Mỹ Thảo đã liên tục chinh phục ước mơ của mình bằng các giải trong nước và quốc tế. Thời gian tập luyện ở đội tuyển quốc gia thì em cũng có những nỗ lực nhất định và những thành tích mà em đã cố gắng để đạt huy chương cao nhất trong các giải trong nước và quốc tế. Như giải Đại hội Thể thao Toàn quốc, em được 2 huy chương vàng và 1 kỷ lục quốc gia. Và trong thời gian đó thì em thi 4 kỳ SEA Games và trong 2 kỳ SEA Games em được 1 bạc và vừa rồi có SEA Games ở chủ nhà là Việt Nam. Thành tích của em thì được đồng nhưng mà so với các thành tích thì của em là vẫn cải thiện rất tốt. Bằng năng khiếu bẩm sinh cộng với sự đầu tư bài bản, khoa học, Mỹ Thảo không ngừng phát triển, vươn cao và gặt hái nhiều thành công trên đường đua xanh. Chính Mỹ Thảo đã mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam, tô điểm bản đồ thành tích bơi lội Việt Nam, đặc biệt làm rạng danh quê hương Bình Phước. Đó lại đã giành 69 huy chương vàng, 61 huy chương bạc, 39 huy chương đồng, 18 kiện tướng tại đấu trường SEA Games và các giải vô địch bơi Đông Nam Á, vô địch bơi quốc gia, vô địch bơi bể 25m, Đại hội Thể thao Toàn quốc. Với thành tích đạt được, đến nay Mỹ Thảo là vận động viên thể thao gặt hái nhiều thành công nhất cho quê hương Bình Phước. Để có sự thành công này thì em cảm ơn cô chủ ban lãnh đạo tỉnh và sự quan tâm của Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Phước và ban huấn luyện bơi lội đã quan tâm tận tình giúp đỡ em, tạo điều kiện tốt nhất cho em để em được đạt thành tích cao như hôm nay. Kết thúc SEA Games 31 vừa qua, Mỹ Thảo quyết định chia tay đội tuyển bơi Việt Nam để toàn tâm toàn ý cho đội tuyển bơi tỉnh Bình Phước. Theo huấn luyện viên Nguyễn Thị Cẩm, thông thường ở độ tuổi 27 là lúc các tay bơi bắt đầu chững lại. Nhưng với năng khiếu rất tốt, Mỹ Thảo còn có thể đột phá. Bí quyết của Thảo chính là sắp xếp thời gian khoa học cộng với ý chí, nghị lực phi thường, kiên trì khổ luyện để mang vinh quang về cho Việt Nam cũng như tỉnh Bình Phước. Đến thời điểm hiện tại là Mỹ Thảo tham dự qua 4 kỳ đại hội và tất cả các giải quốc gia, quốc tế, khu vực và ASEAN là đã đem về rất nhiều thành tích cho Việt Nam nói chung và đã làm rạng danh quê hương Bình Phước, đã có một người con Bình Phước làm kình ngư là vận động viên tiêu biểu, đã giành rất nhiều thành tích về cho Bình Phước hôm nay. Việc tập luyện mệt mỏi với thời gian biểu khắc khe cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình học tập, nhưng Thảo luôn cố gắng học cách vượt qua vì xác định rõ bên cạnh việc tập luyện thì việc học tập cũng quan trọng không kém, bởi là tấm vé để đảm bảo cho con đường tương lai.
Hiện Thảo đã hoàn tất chương trình 4 năm học tại trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng và vào tháng 7 năm nay sẽ nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành huấn luyện viên thể thao.